tên là Ma Thị Ất, ở xóm Bản Liềng, xã Sơn Lộ, huyện Mạ Lạc, tỉnh Cao Bằng. Chương trình dự án được cử tôi đi học cái lớp cô đỡ thôn bản. Năm 2013, từ lúc tôi ra trường đến nay là đỡ được 100 ca. Xóm ớt là một xóm xa các trung tâm huyện, trung tâm tỉnh thì khá xa, nên ớt nghĩ là sợ sau này bà con nhân dân trong xóm sau này có sinh nở thì sợ không an toàn, thì ớt nghĩ là ớt xin đi vào tham gia cái lớp chương trình này để học xong thì mang lại kiến thức về phục vụ bà con. Từ lúc đã có các bà mẹ đã có thai thì ớt đã tư vấn xong thì cho đi khám thường xuyên, xong thì tư vấn chăm sóc sức khỏe cho ăn uống. Từ lúc ớt đi học lớp cô đỡ thôn bản bây giờ là chưa có ai chết tử vong, mẹ và tử vong sau sinh cả. Người ta được mẹ tròn con vuông, họ lại cảm ơn cho mình một câu là mình cũng thấy vui, là mình như là mang lại tương lai cho đứa trẻ. Khi mà lãnh đạo báo về là có dự án EU xây ở trạm thì ở trạm nói chung là mấy chị, năm chị em ở trạm là rất là mừng. Mình đã chuẩn bị là có cái trang thiết bị chỗ ở rồi cho nó mới, nên thành là cũng nói chung là cũng phấn khởi. Trạm cũ thì nó khuất ở bên trong, cho nên là người dân khi mà các sơ cấp cứu ban đầu thì khách vãng lai thì họ không có biết được chỗ nào, vị trí nào. Các cái trang thiết bị mà sơ cấp cứu ban đầu ấy thì nó cũng hạn chế hơn. Đối với bản thân thì từ khi mà mình lại về trạm, mình làm được cái cơ sở khang trang ấy, thì đối với bản thân rất là cũng hài lòng. Và mình phát huy thực sự về cái người thầy thuốc ở trạm. Từ đó thì nói chung là cái thái độ phục vụ của mình thì nói chung là phấn khởi, thì nói chung là người dân họ tin tưởng, họ đến trạm ngày càng đông hơn.